cả thực phẩm mà nhập trực tiếp từ Quảng Trị vào như bánh ướt, các loại thịt, gà, vịt thì mình nhập bằng hàng không, còn những cái nguyên liệu khô hoặc là nước mắm hay là mình nhập bằng xe. Bên mình là nhập vào hàng ngày, thường là buổi sáng là khoảng 7 giờ là mình bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu để 10 giờ là mình phân phối đi tất cả ở các cơ sở. Mình người Quảng Trị cho nên là những cái đồ ăn đấy là rất là hấp dẫn của mình. Và cái quán này mở ra đây cũng gần 2 năm thôi thì mình cũng từ hôm đến giờ mình cũng theo nó trước khi mở cho đến khi qua đến đây. Thì mình thường xuyên đến ăn và đánh giá thì đồ ăn rất là ngon, giá cả thì hợp lý và chủ quán cũng như là khách phục vụ rất là thân thiện. Hiện tại là bên mình có 4 món, là có bánh canh vịt, có bánh canh tương lai, bún mắm nếm và bánh lọc.